rất nhiều. Vâng ạ, và chúng ta sẽ tạm chia tay với lại FO để chúng ta sẽ đến với FPT Telecom. Và ngày hôm nay, wow, fan rất là hùng hậu đúng không ạ? Có thể căng giữ nguyên cái đó để Vi đọc được chữ đó được không ạ? Không đọc được, không đọc được các anh chị ơi, chữ không thấy được. À, F-Tel cháy hết mình. Vâng, và ngày hôm nay F-Tel đem đến cho chúng ta điều gì? Sau đây, FPT Telecom sẽ kể về những giai đoạn của FPT được thành lập vào thập niên 80 với tiết mục mang tên Những Người Viết Giấc Mơ. Câu chuyện kể về chàng trai Trương Gia Bình lớn lên trong thời kỳ gian khó của lịch sử Việt Nam. Trải qua thời gian học tập tại đất nước Liên Xô, bên cạnh kiến thức học được thì điều lớn lao nhất là tinh thần sôi nổi của thế hệ thanh niên, vượt qua những khó khăn để làm nên những điều mới mẻ cho đất nước. Và đó là tiết mục Những Người Viết Giấc Mơ đến từ FPT Telecom. Thank you.
Buddha Munas Prasthaya Sa Buddha Nasatakaya Nila Visana Rendaya Isnye Kunusi Sabo Isnye Iveche Isabo Nanoi Payo ước mơ bàn tay son sắc dâng cao ngọn cờ để ngàn đời bên vững tổ quốc ta trời cao muôn vì sao chói lòa dù sương gió tuyết rơi dù đêm vắng mưa sao giữa trời hòa trái tim người tiếng ca chúng ta dồn trên bước đường xa. Muôn và ước mơ bàn tay son sắt dân cao ngọn cờ để ngàn đời bên vững tổ quốc ta trời cao muôn vì sao chói lòa dù sương gió tuyết rơi dù đêm vắng mưa rào giữa trời hòa trái tiếng với tiếng ca chúng ta dồn trên bước đường xa bước còn tiến lên còn đôi mắt sáng ta đâu chịu hèn còn đắm theo tiếng nhịp sống chung bên gang ta cùng đi tới cùng dù sương gió tuyết rơi dù đêm vắng mưa rào giữa trời hòa trái tim với tiếng ca chúng ta dồn chân bước đường xa. Thưa quý vị, đó là câu chuyện về thời kỳ đầu tiên những thập niên 80 mà Chủ tịch Trương Gia Bình lập nghiệp và cũng là tiết mục duy nhất kể về những giai đoạn phát triển hình thành ban đầu của FPT chúng ta. Một lần nữa vỗ tay cho Aptel. Ok, xin được cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn. Màu cờ sắc áo quốc gia đèn điện và chủ tịch rực rỡ vâng. Dám mang cả chủ tịch lên sân khấu tịch, cái này gọi là đem chủ tịch lên sân khấu và cái kết như thế nào lát nữa chúng ta sẽ biết kết quả đúng không ạ? Đúng rồi. Và trước sau phần dự thi của FT thì chắc chắn chúng ta sẽ muốn lắng nghe một chia sẻ từ ban giám khảo. Nếu như mà để cái tiết mục này mà hiểu nhất sâu nhất và biết rõ xem là cái khắc họa vừa rồi nó như thế nào thì chắc... anh Hải đang cười, anh tủm tỉm lắm. Dám bê chủ tịch ra chơi à? Vâng, xin mời anh Trương Quý Hải anh nhận xét đi ạ. Alo. Trước hết là anh phải nói là các em đã mang đến một tiết mục rất xúc động. Vì chính câu chuyện của những người FPT chúng ta, về chính những con người đã đặt những hòn viên gạch đầu tiên
để xây dựng nên FPT, một tập đoàn hùng mạnh như ngày nay, bằng một câu chuyện rất xúc động. Và anh cũng rất ngạc nhiên là các em sử dụng đúng một bài, rất chân thành, mộc mạc. Thường từ trước nay FTL thường đã làm gì thì thường là tương đối cầu kỳ, phức tạp, nhưng không ngờ lần này lại chân thành đến mức vậy. Có lẽ người FTL bây giờ là trở về cái nguồn cội chân thành chăng? Rất xúc động. Đây là một tiết mục mà anh nghĩ rằng về mặt nội dung ấy, có lẽ là điểm cao nhất về mặt nội dung, wow, ý tưởng. Vì nó gắn liền sát nhất với thực tiễn của FPT chúng ta, phản ánh được đời sống tình cảm của người FPT. Rất tốt. Tuy nhiên, lại có một chữ tuy nhiên mất rồi. Nó có một chút trục trặc. Nhưng mà anh nghĩ rằng thôi, nếu mà gọi là 9 bỏ là 10 thì cũng được. Tuy nhiên nó có một trục trặc một chút là thế này. Cái nhạc phẩm này các em có biết nó ra đời vào năm bao nhiêu không? Nhạc phẩm ra đời vào thập niên 50 của thế kỷ 20. Chắc là đến năm 90 họ vẫn hát bài này đó thầy. Ra đời năm 50. Họ ra đời vào khoảng thập niên 50 và sang Việt Nam theo những chàng trai đi, cô gái đi du học ở bên Liên Xô trở về đấy. Thì vào khoảng đầu những năm 70 thì bài hát bắt đầu được người Việt Nam biết đến và hát truyền khẩu, gọi là truyền miệng. Ngày xưa làm gì có điều kiện thông tin như bây giờ đâu. Và đến được tay anh, lúc đó anh cũng ở tuổi bé tí, trẻ con chạy lóng quăng. Thấy các anh chị lớn hát bài này, bảo bài này nghe nó là lạ, nghe hay hay. Nhưng thực sự đây là một bài hát rất hay. Bài hát mà mỗi lần khi chúng ta, khi xem hình ảnh chúng ta thấy là đó là sự dâng hiến. Sự dâng hiến cho điều cao cả nhất, đó là Tổ quốc. Và mục tiêu mà người FPT chúng ta, cũng như anh Bình và những người thành lập nên FPT, cũng như tất cả chúng ta cùng hòa chung ngày hôm nay để có mặt với nhau ở đây, để cùng chia sẻ một mục tiêu là quyết tâm bằng con đường công nghệ đưa Việt Nam ta trở thành một trong 30 cường quốc công nghệ của thế giới. Thì bài hát này vang lên cực kỳ xúc động. Có một chút thế thôi. Còn nếu như là nó đỡ khập khiễng về mặt thời gian thì anh nghĩ rằng đây là một tiết mục anh đánh giá cao nhất. Cảm ơn các em. Vâng. Một chút tí thôi nhưng vẫn đủ làm người FT sung sướng rồi đúng không ạ? Không phải, cơ bản là khi mà mời anh Trương Quý Hải nhận xét ấy, thì tôi cảm giác được rằng là đây là một người hiểu rất rõ. Nên các bạn ép theo thấy không, các bạn lôi một bài hát từ thập niên 50 ra cho anh Trương Quý Hải biết hết. Đó, thành ra thôi thì đó cũng là một điều đặc biệt. Bây giờ thì cổ động viên ép theo đã ngồi ở khu vực này cảm thấy như thế nào ạ? Yeah. Vâng, và ép theo đã thể hiện rất rõ khí thế của mình. Thì chúng ta sẽ dành một phút cho các đơn vị khác cũng thể hiện được bản sắc riêng của mình được không ạ? Cho hỏi là em Shop đang ngồi ở đâu ạ? Em Shop. Vâng. Thế thì bây giờ đơn vị đầu tiên là Fish đâu ạ? Ồ, đông quá. Vâng. Vậy thì FO ở đâu ạ? Ủa, sao FO tèo vậy? Một dàn phóng viên đang ngồi tác nghiệp đúng không ạ? Tại vì người ta đang bận gõ bàn phím cho nên FO không tiện là, ra tay không phải. Thôi. FO chơi chiến thuật là rải người ra khắp xung quanh khán phòng luôn. Vâng. Có nghĩa là bên nào la to quá là cố gắng kéo người ta xuống. Đó, chiến thuật ngược. Và cho dù là FO la không to nhưng trên bài viết vẫn viết là la rất to đúng không anh Nghệ? Bây giờ chúng ta còn cả FE đâu ạ? Ok. FTG đâu? FRT đâu ạ? Ok. Wow. Và có vẻ là không là bên nào thua bên nào, chúng ta vẫn còn một. Ok. Vâng, rất khí thế đúng không ạ? Đó là mục đích mà chúng tôi vì sao hỏi từng đơn vị ngồi ở đâu là vậy đó. Đấy, đâu cần kêu gọi đâu, tự nhiên là hô hào thôi, đúng không ạ? Và để cổ vũ cho tiết mục của đội mình bằng những tràng vỗ tay như vậy, những lời kêu gọi như vậy, và đừng quên comment vào trong livestream các bạn nha. Và phần trình diễn tiếp theo sẽ là ai đây ạ? Sau đây thì xin mời tất cả các anh chị và các bạn, chúng ta hãy cùng đến với một ca khúc rất là quen và gần như là ai chúng ta cũng nhớ giai điệu của nó. Và đó là ca khúc Yêu Đời Yêu Người. Và chúng ta hãy cùng xem đơn vị tiếp theo đây, đơn vị FE sẽ mang đến câu chuyện như thế nào. Và xin được giới thiệu một chút xíu về tiết mục Yêu Đời Yêu Người này. FE bật mí với MC của chúng tôi như sau. Tiết mục này kể về một chàng trai sống thu mình trong một góc ký ức, cô đơn, cứ luẩn quẩn không thoát ra được vì mãi nhớ người yêu cũ đã chia tay.